gương mặt đờ đẫn, ánh mắt thất thần, nụ cười méo sệt. Đây và cả đây nữa. Những hình ảnh này của diễn viên Anh Đức đang là chủ đề bàn tán của đông đảo người dùng mạng xã hội trên khắp các diễn đàn. Sau thời gian dài vắng bóng, diễn viên Anh Đức hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện khai trương phòng trà của đồng nghiệp, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Qua đoạn clip được một số YouTuber ghi lại, nam diễn viên gây xôn xao khi có biểu cảm lạ lúc chụp ảnh. Trong video clip được chia sẻ, Anh Đức lộ vẻ mệt mỏi, gương mặt phờ phạc, nhíu mày khó hiểu và cười gượng gạo trước ống kính. Biểu cảm lạ của nam diễn viên lập tức trở thành đề tài bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội. Một số người đặt nghi vấn anh này dùng chất kích thích trước khi đến sự kiện. Thậm chí có người còn khơi lại vụ Anh Đức từng bị đồn sử dụng chất kích thích gây xôn xao hồi giữa năm 2020. Trước ồn ào, diễn viên Anh Đức lập tức lên tiếng phủ nhận chuyện sử dụng chất kích thích. Anh này khẳng định không có chuyện bản thân dùng chất kích thích trước khi dự sự kiện và cho rằng đây là những vấn đề vớ vẩn và có một số bộ phận nào đó cố tình gắn ghép câu chuyện để giật tích, câu view hại nghệ sĩ. Nam diễn viên tỏ ra buồn lòng khi những hình ảnh của anh bị đem ra bàn tán với góc nhìn tiêu cực. Diễn viên Anh Đức nói thêm, thời gian qua anh đang giảm cân để chuẩn bị cho một dự án phim. Bên cạnh đó, khi được yêu cầu chụp ảnh tại thảm đỏ, nam diễn viên thấy không thoải mái nên mới cười gượng gạo, không tự nhiên. Theo nam diễn viên, khi nhận được thông tin, ban đầu anh định giữ im lặng, nhưng thấy sự việc đi quá xa, ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, khiến anh phải lên tiếng thanh minh. Anh Đức tỏ ra bức xúc khi bị tung tin đồn vô căn cứ, ảnh hưởng đến bản thân. Trước đó, hồi cuối tháng 5 năm 2020, Trấn Thành và Anh Đức từng bị tung tin đồn cùng nhau sử dụng chất kích thích. Sự việc gây xôn xao bàn luận khắp mạng xã hội. Thời điểm đó, Anh Đức bị réo tên khi một số bức ảnh cho thấy người đàn ông có hành động nhạy cảm được nhận xét giống nam diễn viên. Trấn Thành tỏ ra tức giận đăng đàn truy tìm người tung tin đồn, thậm chí anh còn cùng luật sư chất vấn những người lan truyền thông tin này. Trong khi đó, diễn viên Anh Đức chọn cách im lặng, khóa tài khoản Instagram và không cập nhật hoạt động trên Facebook cá nhân. Nam diễn viên cũng không hề có phát ngôn nào trên truyền thông về ồn ào này. Từ đó đến nay, Anh Đức cũng ít khi xuất hiện trên các game show hay phim. Thỉnh thoảng anh góp mặt tại các sự kiện của một số đồng nghiệp thân thiết. Diễn viên Anh Đức sinh năm 1987 là một trong những nghệ sĩ hài của sân khấu phía Nam. Nam diễn viên được nhiều lần nhắc tới là bạn thân của nghệ sĩ Trấn Thành. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Anh Đức từng góp mặt trong nhiều vở kịch như Tội ác quyền lực, Hồn trinh nữ, cùng một số phim truyền hình như Đời, Hai gia đình, Hạnh phúc muộn màng. Ngoài đóng phim và sản xuất phim, Anh Đức còn là gương mặt thân quen của nhiều chương trình game show như Người ấy là ai, Nhanh như chớp, Bức tường lửa. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.